Theo ghi nhận, dừa tươi được thương lái thu mua ở tỉnh Hậu Giang hiện ở mức 55-60.000 đồng một chục, 12 trái, tăng 20.000 đồng một chục so với thời điểm cách nay 2 tháng. Dừa tươi được thu mua tập kết về các vựa lớn, sau đó chủ yếu xuất về các tỉnh thành lớn phục vụ nhu cầu làm nước dễ khát. Theo nhiều thương lái, nếu thời điểm cách nay 2 tháng, mỗi ngày chỉ mua từ 2.000 đến 3.000 trái dừa, nhưng hiện nay nhu cầu tăng cao nên sản lượng mua mỗi ngày từ 8.000 đến 10.000 trái.